Cũng trong chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi thăm tặng quà hai đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Phù Cử. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà bà Nguyễn Thị Sói, 80 tuổi, ở thôn Tần Tiến, xã Minh Tân. Bà Sói là vợ liệt sĩ Phạm Văn Động và đến thăm tặng quà thương binh Nguyễn Mạnh Vụ, 57 tuổi, ở thôn Hoàng Chanh, xã Minh Hoàng. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao quà của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đến các đối tượng chính sách, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh mất mát của các gia đình và vui mừng trước cuộc sống của các gia đình ngày càng được nâng cao. Trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều chính sách quan tâm chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo như hỗ trợ xây sửa chữa nhà ở. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương và ngành lao động thương binh xã hội trong tỉnh quan tâm hơn nữa đến công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, thường xuyên phát động các phong trào uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa nhằm chăm lo tốt hơn về mọi mặt tới các gia đình chính sách trong toàn tỉnh.